Trân châu siêu to khổng lồ như cả nhà. Bố thích làm to con, tại vì biết sao, bố thấy ăn nhỏ cắn lưỡi hoài tức quá, làm viên bự luôn. Đây là ăn cái cho nó đã. Trân nhất của mũi. Mũi một bố cũng ghi ngăn trân châu, muốn nói thiệt luôn. Xin chào cả nhà nha, ngày hôm nay Ngọc đang ghé chỗ chị Mũi nha, quay Milo đá dầm trân châu siêu to khổng lồ cho cả nhà mình cùng theo dõi nha, bởi vì một lý do là mình thèm, thứ hai là kiểu lâu rồi mình cũng không quay món nước gì đó cho cả nhà mình á, kiểu sẽ có cảm giác là đổi menu xíu. Thường ngày là mình sẽ quay 7 ngày 7 món nè, những món ăn sáng nè, ăn trưa nè, mà đồ mặn đúng không? Thì hôm nay là sẽ một cái món rất là nổi tiếng ở cái khu vực quận 1 luôn nha cả nhà. À, chỗ dì Mũi. Dì Mũi bán ở cái địa chỉ này. 1 giờ là dì có mặt ở đây và bán 252B của khu Bắc. Đó. Dì Mũi thì sẽ có nhiều món lắm, mà đặc biệt là cái món mà trân châu siêu to. Đó, dì đang múc và làm cho khách luôn. Một ly là 25.000 là bình thường. 20.000 là bình thường hoặc là 25.000, nhiều trân châu nha cả nhà. Mũi mà con. Mũi chỉ sợ là con không đủ rồi. Dạ con, tại vì con thấy mọi người cũng thích, rất thích cái món trân châu của Mũi á. Đúng rồi, dạ. Chính xác luôn. Khó tìm nha Mũi. Có nhiều người bắt chước lắm á. Bắt chước được Mũi đâu. Cha cao hả Mũi hả? Ờ con thì nhà khách muốn nói dạ, kiểu gì thì muốn nghe kiểu đó, nhưng Mũi không có nói ra. Có thôi hả? Có nhiều người dạ, bắt chước Mũi. Ba con gái này ha con. Là em đó, là em đó. Đúng rồi, Mũi cũng thấy con gái này vì ghiêu quá, nhiều thứ lắm á con, nhiều món ăn lắm á con gái. Con trai chứ quên. Vì ghiêu nhiều món ăn lắm á, Mũi thấy hoài chứ về. Nhưng mà Mũi rảnh mà Mũi coi. Dạ. Mũi biết Ngọc mà. Dạ, Ngọc là chết tên luôn rồi. Ngọc là cái gì nè? Sài Gòn phố nè, Sài Gòn phố, dạ, đúng rồi. Này là Ngọc. Dạ. Con nói giùm dì Mũi ở trên mạng á, là kêu mấy anh chị á, là chịu khó đỡ chờ Mũi. Mũi không có chi nhánh, Mũi không có chị em gì hết, Mũi chỉ có một mình Mũi thôi. Duy nhất là Mũi. Nhiều người là nhái dì Mũi mà nhận bà con họ hàng Mũi. Thực ra Mũi không có bà con, không có họ hàng, không có chị em gì hết á. Dạ, có nghĩa là không có ai mà bán món này giống Mũi hết luôn nha. Mũi nói với con á, tụi nó bắt chước Mũi không à. Con, 2 ly. Rồi Mũi chưa có kịp để dọn gì. Wow. Ừ con. Cái mà con thích nhất đó là Rồi. Được luôn. Của con trai này. Rồi. 2 ly. Trân châu siêu to khổng lồ nha cả nhà. Mũi thích làm to con, tại vì biết sao, Mũi thấy ăn nhỏ cắn lưỡi hoài tức quá, làm viên bự luôn. Đây là ăn cho nó đã. Trân nhất của Mũi. Mũi một bữa cũng ghi ngăn trân châu, Mũi nói thiệt luôn. À hôm trước cái đây mấy bữa con có ghé. Không, bạn con ghé. Mua nhưng mà hết trân châu rồi Mũi. Hết trân châu. Đúng rồi, chính xác luôn, vì Mũi bán hết lẹ lắm. Rồi em đang làm cho chị luôn á chị. Mũi mới vừa đâm xong, Mũi mới vừa dọn dẹp nè. Mũi cũng nhờ cái chú này nè con, cũng nhờ chú này là Mũi làm không có kịp đâu. Dạ. Tại nãy giờ nao nó nhiều quá. Một ly như này là bao nhiêu con qua con rồi? Tại vì khách nó yêu cầu là trân châu nhiều là 25.000. Coi Mũi có thể nói là xin lỗi mấy người khách nha, tại vì nhiều khi Mũi đông quá, Mũi không biết người nào tới trước, người nào tới sau. Rồi thôi là chị này 15.000. Thôi là chị này 15.000. Chị 4 ly không? Ba ly. Ba ly. Mũi thôi là chị này 15.000, của con 3 ly là 75.000, đó là con 25.000. Mũi là Mũi xin lỗi mấy nước khách. Vậy là bố con là đủ ở Mũi lâu chưa bạn? Dạ. À, Mũi lâu chưa? Mới ăn rồi, tại bữa đông quá đi ngang cái xong rồi. À vậy ha. Nhưng mà ngon ha. Nói đi, có đá không vậy con? Có đá không? Có đá ha. 2 ly không đá. 2 ly không đá, rồi được. Mũi nói tụi con nghe nè, tụi con băng qua bên đường giùm Mũi đi. Nha, dễ thớp. Tụi con đừng có giận nha. Đấy là khi mà đến đây nhiều quá thì qua bên đường. Đúng rồi, Mũi kêu là đi qua bên đường để cho dễ đứng mà dễ thoải mái mà vừa mát nữa con. Cho thêm miếng nữa đi con. Anh này là phụ. Trời ơi đâu có đâu con, anh này á là thấy gì Mũi chở không nổi nên anh này chở rồi hỗ trợ cho Mũi luôn. Anh này hỗ trợ Mũi từ nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi đó con. Con ơi con, 6 ly 25 là
25 hay 20? 25. Rồi được luôn. Đó. Đây là cái đặc trưng nhất của Dì Mũi mà mình rất thích luôn nha nha. Trân châu siêu to khổng lồ. Trời ơi, ăn là sướng miệng luôn ha Dì Mũi. Ồ, to. Mà cái ống hút cũng phải to như vậy luôn nha. Đúng rồi, phải hút được hút mới được. Được. Tâm đậy nắp đi con. Không đậy nắp là... Con nói giùm mấy bạn Dì Mũi nha, trước là cũng phải xin lỗi mấy bạn trước. Tại vì nhiều khi có mấy anh chị lớn rồi có mấy bạn tới đây, tới trước mà Dì Mũi nhiều khi không để ý. Thì Dì Mũi đưa sao thì phải tới là phải nói Mũi ơi tới con, thì Mũi sẽ đưa. Chứ mà không mấy nhiều khi mấy người đó nói Mũi sao con tới trước mà sao không đưa, thì thật ra là không phải là Mũi không đưa. Tại vì Mũi không biết ai tới trước ai tới sau. Mũi phải hỏi ai tới trước là nhận mình tới trước. Em qua lấy nè em ơi. Ai tới sau thì nhận mình tới sau. Đó là như vậy. Nhà Mũi nhầm khi lưu vu làm quá lâu cuối làm không. Đúng rồi, chính xác luôn. Nhiều khi Mũi nói thiệt chứ con nhầm người ta tới Mũi còn không hay nữa đó. Mũi nói thiệt luôn á. Một ly như vậy là 25 ngàn á Mũi. Đúng rồi con, một ly như vậy là 25 ngàn. Trân châu siêu to nè cả nhà. Nè con, nè. Trân châu siêu to. Con ơi 6 ly cũng 150 với con. Rồi, Mũi thấy là con 50 ngàn. Ở trong đó thì sẽ có Milo nè cả nhà, cái bọc Milo của mình luôn rồi, nha. Một ly ha con. Milo mà dạng như là được đóng gói. Rồi có cacao và đặc biệt là phần trân châu này. Thường thì Mũi lại có bánh lăng nữa, nhưng mà hôm nay thì hết rồi. Đó, mình đến sớm một xíu nha. Mình có bánh lăng. Ôi trời ngon quá. Mình bớt lên mình mới để đó. Không phải, tại con biết tại sao không để đặng cho ghim dễ cái ống hút quá. Nhiều khi nó cứng nát cái mình ghim ống hút vô cũng có được. Bây giờ là Mũi bán ở chỗ này hả Mũi? Mấy giờ là Mũi ra? Mũi nha con, chờ nó thì chứ con nha, Mũi có bán nè. Để Mũi lấy lên cho con. Dạ. Rồi. Mũi có bán cái này. Ờ, cái đó là trà Thái đỏ. Đúng rồi. Đây là trà sữa. Đây, Mũi có bán đầy đủ đồ chơi. Đầy đủ đồ chơi đó. Đó. Cái này là bán đủ món, cái đó là hồng trà con. Dạ, hồng trà. Hồng trà, trà Thái xanh, trà Thái đỏ, trà sữa. Đúng rồi, chính xác. Nhiều quá hả? Cho nên Mũi gì đông. Mũi nói với tụi con á, biết tại sao mà Mũi ra trễ quá không? Tại vì Mũi mắc nấu trà sữa. Dạ bây giờ là mấy giờ là Mũi ra? 1 giờ Mũi mới ra. 25 ngàn đó con. Để múc miếng đá cho em cho. Con biết tại sao mà Mũi ra trễ không? Tại vì có nhiều người chào hàng Mũi không có lấy, Mũi thích tự nấu. Tại vì Mũi người Hoa á, Mũi thích uống trà đậm. Mấy cái này là tất cả đều mùi trà. Hồng trà này là Mũi là làm nguyên chất nha tụi con. Mũi không có pha chế gì hết á, Mũi chỉ nấu hồng trà lên. Nấu với lực đường phèn. Hình như sau Tết hình như là cái bữa Tết mà con tới là Mũi bán luôn cái bữa đó là Mũi qua ngày mai Mũi nghỉ Tết đó. Dạ dạ đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Cái con nhớ chưa? Dạ con nhớ. Đó là vậy á. Dạ xin. Đây bây giờ Mũi đổ thêm chân châu lên cho tụi con coi đi nè. Mũi còn bao nhiêu đây là đã hết rồi nha, chân châu của Mũi nó nóng đây. Đây là món chân châu mà cả nhà săn lùng đây. Trân châu này Mũi làm đúng hả Mũi? Đúng rồi con, Mũi làm á con gái. Ôi. Siêu đã luôn cả nhà. Mũi nói thiệt với tụi con nha, nặng lắm á, Mũi phải nhờ cái chú này chở giùm Mũi á, chứ không mấy Mũi chở không nổi đâu. Mũi nói thiệt. Cái xô này á là hả nặng cực kỳ nặng luôn á. Dạ. Là 1 giờ cái Mũi di chuyển từ nhà ra đây hay là 1 giờ tới rồi Mũi? Không có con, 1 giờ là Mũi nói với con 12 giờ Mũi mới tới đây. Dạ. Xong rồi Mũi tới chỗ nhà xe lấy xe ra. Bắt đầu đẩy từ đại lộ Đông Tây mới dạ, lên đây được. Bây giờ mình ghi lên. Nói bắt đầu cái gì Mũi là Mũi vẫn nóng luôn Mũi trời. Con ở ngoài nó không nóng đâu con, ở trong con nó mới nóng. Con thấy nóng ấm á, giống như kiểu là nó bốc hơ lên nó con. Đã quá. Cảm giác nhai là mình sướng miệng luôn cả nhà. Đúng rồi nè con. Con muốn uống 25, muốn uống 20. 20 ha. Được. Đây là con 20 là như vậy nè con. Yeah.
20 là kiểu mình một muỗng ha vậy? Ít lại trên trồng. Ừ. Còn 25 ngàn thì phải nhiều trên trâu cho người ta. Uống giá nào có giá đó con. Tại đôi lúc cũng... để ý dùm đi tấm nha mũi. Dạ, mà má cứ đi đi con coi chừng cho mà má. Mà con 25 là như vậy nè con. Dạ, nhiều. Ừ. Rồi bây giờ mình để đá lên nữa là sao? Đúng rồi con. Tại vì giờ mũi chỉ sợ là nó nóng quá, nó không có đủ độ lạnh đó. Mấy ly vậy chị? Ở dưới là mình có sữa đặc rồi đó. Dạ đúng rồi đó con. Ừ. Mấy ly chị ơi? Dạ đúng rồi, Milo chân châu của chị nhà mình. Hai ly đó đi. Hai ly ha. Rồi. Có sữa tươi không? Em đâu có bỏ sữa tươi vô đâu chị. Em bán ha, kiểu qua ngày xưa chị ơi. Dạ. Kiểu đậm đặc á. Đúng rồi con, muốn hỏi coi là bỏ sữa tươi vô nó lỏng bỏng sao mà người ta uống được. Đã cái này con đã cho chân châu vô nó đã tan rồi. Mà con còn cho sữa tươi vô nó phải nó càng thêm tan lên không? Mút lại người ta bán kiểu gì người ta bán. Mấy ly con? Một ly. Của chị là hai ly Milo, một ly trà sữa. Rồi. Chị ơi, chị uống 25 hay là 20 vậy chị? Rồi 25 ha. Thế thì không đem ra cho. Trời, muốn làm phiền Ngọc quá. Phải bỏ bịch ống hút muỗng nữa con. Dạ, đây đây để con đi ra cho. Rồi. Cái này là của bạn ngoài kia. Của bạn đó, của cái con trai, của cái chị đó đó. Hai ly là mũi. Đợi em xíu đi chị. Chị ơi, chị kêu uống 25 nè, em làm 25 cho chị á. Tổng cộng là 75 ngàn á chị nhà mình. Cho em cái muỗng. Heo ơi, tạm thời để đó đi, con gái này nó đi tới nè con heo. Ờ, con 3 ly là 75 ngàn đó con. Dạ. Vậy là khối 5 ly. Heo ơi, chắc con làm thêm 10 ly nữa đi heo. Rồi. Để bữa nay để cái này cũng của chị ngoài của kia. Của chị đó luôn, cái đó là trà sữa chân trâu. Dạ. Cái đó không muốn. Không có, của thấy con hai dính tay là của hai lần rồi bỏ. Của thái lại là 5 ngàn, để mua tiếp coi nhé. Đó mới cái gốc có à. Đó là con, đây con. Thôi giờ mũi 5 ngàn con. Con ơi, con uống 25 luôn hả con? Dạ. Một lát còn mũi cũng đông lắm mà con. Nãy dạ con tới chứ. Đông quá rồi. Cũng nói với con nha. Mấy anh nào á. Là kêu bằng là cái đơn nó lộn xộn nhất luôn. Con làm ơn đưa cho chị đó giùm mũi nha con. 25 ngàn nha con. Dạ được chị, em đang làm cho chị 20 ngàn đó chị. Chị đợi em xíu nha. Đại nhiêu mũi ơi? Dạ đúng rồi, em cứ thấy lại 30. Con ơi, thấy lần của anh. Ủa con, mấy bạn kia là đi chung với con đúng không con? Vâng. À, thì là khách quen rồi đó ủa? Dạ đúng rồi đó con. Ừ, bữa giờ mình không biết khách quen của mũi nha con. Lúc trước mũi đứng được, mũi được đứng ở bên trường Vương Thế Vinh á thì nó càng đông nữa. Con một cái mũi bị gì mũi không dám đứng luôn. Dạ. Không dám đứng luôn. Giờ là mũi có cố định mỗi một cái vị trí này thôi. Dạ đúng dạ, rồi. Số 252B của cô Bắc. Đúng rồi, 252B cô Bắc. Có gì Ngọc nói giùm mũi mấy bạn nha. Tại nhiều khi giùm mũi thật sự là giùm mũi không có kiểm soát kịp. Dạ. Cho nên thành ra nhiều khi giùm mũi nói á. Ủa không nói kịp mấy bạn hay bị giận mũi. Dạ. Hay giận mũi. Không, nãy giờ mũi nói là mấy bạn là nghe được trong clip rồi đó mũi. Dạ, vậy á con, mấy bạn nghe được trong clip rồi đó con. Đúng rồi. Vậy sao, cảm ơn con nha. Với lại mấy anh chị gần xa
tới cũng như vậy, cũng trước là bố cũng phải xin lỗi mấy anh chị đó. Nhiều khi mấy anh chị đó tới trước mà nhiều khi bố cũng không để ý được, cho nên mấy anh chị hay giận cha chị này nha con. Rồi con gái muốn hỏi con nè, con mấy ly hai, con 20 hay 25? 20. Rồi 3 ly 20. Rồi. Cho nên nhiều khi là mình cũng phải sự buôn bán của dì mũi cũng đông quá, nhiều khi mấy anh chị không có hiểu á, tưởng dì mũi là không bán, mũi phải bán, khách nào cũng là khách của mũi, đứa nào cũng là con cái dì mũi cũng là anh chị của dì mũi, thương dì mũi tới đây uống dì mũi là mũi rất là cảm ơn. Với lại là mũi duy nhất là chỉ có bán mỗi ở đây thôi, là của dì mũi thôi đúng không? Đúng rồi, mũi không có chi nhánh. Mũi cũng không có chị em, không có bà con gì hết đó con. Nè chị, dạ của chị á, nó làm cho chị á. Dạ của cô. Cô tưởng là ông bán cho cô. Đang bước kêu thằng bán nước đá rồi con. Mũi cho con một ly 25 luôn nha mọi người. Rồi được luôn. Em cầm cái bịch trước đi. Đó là em. Con 25 của con gái này nha con. Rồi, cảm ơn con nhiều nha. Mấy ly vậy anh nào? Anh nào anh uống anh nào? Khách đây cô. Khách ở bên sơ bì à? 3 ly à? Hay, báo khách cho mũi hết bánh lăng. Coi giùm mũi coi có bánh lăng không? À, báo khách giùm mũi trước đi rồi mũi sẽ làm cho. Hết bánh lăng rồi anh. Báo khách giùm mũi đi trong công lá rồi dẫn hồn. Lúc nào mũi hết bánh lăng là hết chân trong, mũi cũng kêu mấy anh nào là phải báo khách để đặng cho khách biết. Dạ. Dạ. Vậy giờ mũi cho con một ly trước nha. Bây giờ mũi sẽ làm cho con một ly. Dạ, ly 25. Đầy. Anh báo là hết bánh lăng lấy như này rồi hay là lấy không anh nói á, ý là anh nói á. Chị ơi cái bánh lăng bây giờ hết rồi chị, mình lấy khác được chị. Còn trân châu. Dạ bánh lăng. Bánh lăng. Lấy không cũng được. Con gái à con gái, con đặt bánh lăng hơi bị trễ rồi, con ngày mai con đặt sớm hơn đi nha con. Bây giờ con uống tạm đỡ trân châu giùm mũi đi. Nghe tiếng mũi là biết. Không, mình có ghé một lần nhưng mà hết á trân châu á. Đã, nhà, bây giờ hôm nay phải quay lại nha. Thấy luôn mà Ngọc. Hôm nay quay lại. Dạ. Ngọc cứ quay phim đi. Dạ. Cái sao lát rồi cần gì nói muốn nghe mũi sẽ đáp ứng cho tụi con cho. Cảm ơn mũi. Bây giờ nó không có bánh ăn là mũi cho uống bình thường 23 đúng không anh nào? Rồi đây anh nào có thể là giúp. Rồi, hôm trước á thì mình đến hơi trễ, cái xong cái mình không có được ăn trân châu. Hôm nay quay lại đây cái xong rồi mua là phải quay cho cả nhà luôn đúng không? Thì mình đi ăn món nào mình sẽ review món đó nha. Ở đây mình quay nhiều video rồi nhưng mà không biết là cả nhà mình có biết chưa. Nếu mà chưa biết thì có thể là ghé chỗ mũi xem thử nha. Ở mỗi nơi sẽ có một cái gọi là cái đặc trưng riêng, cho nên thành là cái chỗ nào mình đến chỗ đó mình sẽ review về cái chỗ đó món ăn đó như thế nào. Ở đây nha, đặc trưng nhất là cái trân châu này cả nhà. Trân châu là siêu to khổng lồ luôn, gọi là ăn một cái là đè ấp trong miệng. Ba hộp thôi là đè ấp trong miệng. Bởi vì trân châu nóng, mình dầm lên, nước đá nó sẽ chảy ra, với lại phở dưới là có Milo, cacao dưới và sữa. Đó, trộn lên. Trân châu á mình ăn vào á giống như kiểu cũng có cái hậu ngọt nhưng mà ngọt vừa phải nha. Không quá đậm. Thôi là nên mình ăn mình cũng không có bị ngán cả nha. Đang nhẫn cần mà thèm quá, phải chịu thôi cả nhà ơi, phải ăn thôi. Đó, nói chung là khi mà thèm cái gì đó sực sực mà phải nhiều trong miệng thì cả nhà nên chọn cái món trân châu này của chị mũi nha. Ăn là ngập miệng luôn, kiểu như ăn sướng luôn, nhai đã luôn cả nhà. Nói chung là Milo với lại cái phần sữa với lại cacao ở trong đây thì nó vừa phải, nó không phải là quá trời đậm, quá trời ngọt, nó vừa thôi, cho nên là thành ra là ăn rất là ok. Khách đông quá cả nhà. Lúc nãy mình lại á cũng đông lắm. Bây giờ ha, nãy giờ mình quay cũng ít phút thôi nhưng mà khách lại liên tục. Hỏi tiếng mà Milo gì mũi ha, Milo đá dầm, trân châu siêu to là đã biết rồi đúng không? Thì những bạn nào chưa biết là có đi ở du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh của mình ấy thì có thể là ghé thử nha. Món này rất là dân dã luôn nhưng mà ăn nó dính nhặn, dính tới mà hạt trân châu cuối cùng luôn. Rồi địa chỉ ở đây, phải đọc lại, quận 1 nha cả nhà. Nếu mà đến thử rồi thì nhớ là cho mình gọi là sao ta, cho mình comment thử xem coi là cả nhà ăn có thấy hợp khẩu vị của mình không nha.
với lại là cái fanpage Facebook cả nhà mình đã lấy lại được rồi trong ngày hôm nay luôn, rồi mình rất là mừng luôn á. Và cả nhà nhớ là kiểu nha, vô fanpage lại, và thời gian tới Ngọc sẽ đăng nhiều clip hơn ở trên fanpage Sài Gòn Phố của mình nha. Và đặc biệt là mình vẫn giữ cái fanpage là Ngọc Sài Gòn Phố luôn, là hai fanpage đó song song vẫn là của Ngọc hết luôn nha cả nhà. Cả nhà theo dõi xong rồi nhớ là follow cũng như là ủng hộ mình, có động viên trong cái thời gian tới mình sẽ up nhiều clip hơn nữa nha. Bye bye cả nhà.